Rồi, chúng ta có cái nút là nút next nữa. Chúng ta chưa gọi hàm next này, chưa biết cái định nghĩa cái hàm next này đúng không? Ừ. Mày vào đi, mày ngồi xem. Bật chưa? Chúng ta sẽ có cái hàm next. Thì hàm next viết chẳng qua nó ngược lại của cái hàm previous này thôi. Tôi sẽ sửa tên cái hàm này thành hàm next. Trong hàm next này thì của tôi sẽ kiểm tra một cái vấn đề duy nhất. Đó là nếu mà cái img index của tôi á mà nó đang bằng img.arr.len trừ 1, nó đang bằng cái giá trị này, thì tôi sẽ cho img index về 0. Sau đó là L thì img index bằng cộng cộng, và tôi thay đổi giống như cũ. Thì đây là cái tôi xếp vào, tôi tiến hành chạy nó. Kết quả chắc là tương tự thôi. Như nhỉ? Phần tiếp theo, phần này có khó không? Có bạn nào thắc mắc gì không? Chẳng qua là chúng ta đảo qua tất cả các cái thứ tự của các phần tử có trong cái mảng img.arr này để giúp chúng ta là thay đổi cái giá trị của thuộc tính src của cái ảnh của chúng ta thôi. Thì đấy là cái phần nút next và nút previous. Có bạn nào thắc mắc gì không? Có bạn được đâu? Kỹ thuật đang xong rồi. Rồi. Và chúng ta sẽ bây giờ sẽ tiến hành một cái công việc nữa. Đó là gì vậy? Chúng ta tiến hành một công việc nữa. Đó là tiến hành cho cái ảnh này nó tự động chạy. Nó tự động chạy. Ví dụ cứ khoảng 2 giây nó chạy một lần. Và chạy theo chiều xuôi. Đang ảnh đầu tiên là ảnh số 0, nó sẽ sang ảnh số 1, 2, 3, 4, 5 và tiếp tục. Thì cái việc để cho ảnh chạy tự động này chúng ta làm rất dễ. Đó là chúng ta tạo ra một cái hàm tên là hàm function, tên là hàm autoplay. Autoplay. Trong hàm này chúng ta sẽ thực hiện một cái hàm có sẵn của JavaScript cung cấp. Đó là hàm set interval. Set interval. Trong này chúng ta có hai tham số. Tham số đầu tiên là một cái hàm vô danh function. Tham số thứ hai là thời gian timeout. Thời gian timeout ví dụ tôi để 2 giây, tức là 2000 mili giây. Để như này. Trong này tôi gọi một cái hàm duy nhất, đó là hàm next. Để cứ sau 2 giây thì cái hàm next này sẽ được chạy, tự động được chạy để nó cộng thêm cái img index lên trên. Thì tôi sẽ tiến hành ở phía sau, sau khi tôi tạo ra các cái biến là biến index, biến img.arr, tôi sẽ gọi cái hàm autoplay. Đóng mở ngoặc. Chấm phẩy như này, đây là hàm nội dung của hàm autoplay. Sau đó tiến hành reload trang. 1 2 không chạy. Điên rồi. Autoplay is not defined. À tôi viết sai tên hàm. Viết sai tên hàm. Đấy. Được chưa? Thì đấy, chúng ta lợi dụng cái hàm có sẵn ở trong JavaScript là hàm set interval. Chúng ta có hai hàm tương tác với thời gian ở trong JavaScript, đó là hàm set interval và hàm set timeout. Thì chúng ta phải nhớ đấy hai cái hàm đấy. Hàm set interval là sẽ thực hiện một hành động nào đấy nằm trong cái nội dung của cái hàm function ở phía trước. Sau mỗi bao nhiêu nghìn mili giây hoặc là bao nhiêu mili giây ở phía sau này, đây là thời gian sẽ được lặp lại. Còn chúng ta có một cái hàm nữa là hàm set timeout, thì là cái hàm đấy nó có tác dụng là cứ sau bao nhiêu giây ở phía sau này thì cái hàm đằng trước sẽ được chạy và nó chỉ chạy một lần thôi. Đấy là cái hai cái hàm mà chúng ta cần phải nhớ. Tự động chạy slide.
Đấy, có mỗi thêm mỗi chữ autoplay thôi. Các bạn chạy thử để xem có vấn đề gì không? Xong chưa? Ok. Thì đấy là về những cái sự kiện của chúng ta. Thì chúng ta nên nhớ những cái sự kiện. Tôi sẽ nốt lại những cái sự kiện mà chúng ta sau này sẽ hay dùng. Những cái chuyện sự kiện sau này chúng ta rất hay dùng luôn. Ví dụ tôi đi từ những cái sự kiện về các cái thành phần trước nhá. Ví dụ về mouse, về con chuột ấy. Thì chúng ta sau này sẽ dùng on click nhiều. Tôi không biết chữ on đấy nhé, on tôi biết lên trên này, click. Click dùng nhiều. On mouse over. Mouse out. Mouse over, mouse out. Về keyboard. Về keyboard thì có on key down, key press và key up. Đặc biệt là key down sẽ được tỷ lệ được dùng rất là nhiều. Chúng ta phải lưu ý về các cái sự kiện về form thì chúng ta hay có là on train, on train, on thì nhập từ sử dụng on submit, on submit, on blur, on focus, về page, tôi gọi là page, tức là áp dụng toàn trang thì chúng ta hay có một cái hay dùng cái on load. Đấy, nhiều thì nhiều, hàng trăm cái mà chúng ta chỉ dùng không nhiều. Đa phần là dùng những cái này là dùng để xử lý hầu hết các cái sự kiện cho các cái giao diện của chúng ta, không có nhiều lắm.
Thế chứ nhỉ? Xác nhận xóa nhỉ? Để sang kiến thức tiếp theo. Quan trọng chúng ta nhớ được và sau này dùng sử dụng nó để tiến hành là xử lý trong màn hình đâu. Tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần mới, đó là một khái niệm về đo. Đo. Cái từ đo này này, nó là viết tắt của từ document. Object. Object model. Document là gì? Tài liệu. Object là gì? Đối tượng. Model là mô hình. Thì chúng ta thực ra ở trong một cái trang HTML ấy thì chúng ta sẽ có các thẻ, đúng không? Có thẻ. Thẻ của chúng ta thì có tên thẻ và các thuộc tính. Như này, đúng không? Thì chính xác ra chính là cái thẻ này, toàn bộ những cái thứ có trong thẻ này, người ta gọi nó là một cái đo. Và JavaScript của chúng ta có thể là tương tác với cái thẻ ở trên HTML. Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì? Thêm thẻ lên trong HTML này bằng cái việc là bằng có những cái hàm riêng của chúng ta, tí nữa tôi hướng dẫn. Ngoài ra chúng ta có thể đầu tiên là thêm thẻ này, sửa nội dung của thẻ, có thể sửa giá trị một trong một thẻ này, rồi thì thêm những cái thuộc tính, ví dụ như CSS chúng ta có thể sửa này, và thậm chí là chúng ta có thể xóa thẻ một cách bình thường. Thì đấy là cái khái niệm về đo nói chung và những cái thứ mà chúng ta có thể dùng JavaScript tương tác được với cái thẻ này. Thì chúng ta sẽ làm việc với DOM. Thì đầu tiên ấy, với JavaScript, đơn vị nhỏ nhất ở trong JavaScript chúng ta học đầu tiên đó là cái đơn vị gì? Đơn vị là gì? Vân Anh. Đơn vị nhỏ nhất ở trong JavaScript của chúng ta là gì? Biết. Đúng không? Thì đầu tiên để xác định được một cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta có thể gắn một cái thẻ cho một cái biến để chúng ta có thể sau này chúng ta tương tác dễ hơn đó, thì chúng ta có cái công cụ và như giống như ở đây tôi đã làm đây này, các bạn nhìn thấy cái này không? Document get element by id. Document là tài liệu, lấy ra một phần tử bởi cái id của cái phần tử đấy. Được chưa? Thì tôi sẽ demo chúng ta ở phần ở bên này. Đây là trang dom.html. Code HTML trong này. Ví dụ tôi có một thẻ H2. Tôi có cái ID của nó ở đây. ID của nó bằng target. Trong này không có gì cả. Sau đó chúng ta có một cái thẻ script. Thẻ script. Chúng ta khai báo một cái biến va. Va đây là note bằng document.get element by id. Thì chúng ta có cái gì? ID của thẻ đây ở đây. Chúng ta pệt nó xuống get element by id. Và bây giờ chúng ta tiến hành là console.log ra cái note xem nó là cái gì. Các bạn làm đi.
Được chưa? Một thẻ và một biến, gán cái thẻ đấy cho cái biến. Sau đó chúng ta sẽ xử lý tiếp. Xong chưa? Cẩn thận get sai nhá. Cái chữ get element, element, cái chữ element không có chữ sc đâu nhá, đừng nhầm nhá. Các bạn sau này các bạn sẽ thấy là các bạn rất dễ bị nhầm ở cái này, nó có nhiều cái nó có chữ sc, còn cái phần này nó không có chữ sc đâu. Cho nên hãy lưu ý. Chạy nào. Rồi, chẳng có gì hiện ra đúng không? Bởi vì chúng ta console log mà. Chúng ta nhìn thấy cái gì đấy? Một thẻ H2. Console log nó cái biến node kia ra thì nó ra cái thẻ H2 đúng không? Và hover vào nó thì nó trỏ đến một cái vùng màu cam chét chét ở bên kia. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Thì cái hiện tại nếu mà chúng ta ra này này thì chúng ta đang xác định được một cái DOM. DOM tương đương với một thẻ. Được chưa nhỉ? Và cái thẻ đấy của chúng ta có thể viết node lại đây, node này. Nó cũng ra như cũ đúng không? Bây giờ các bạn xem nhé. Node.innerTake. Ôi xin lỗi. InnerTake bằng T3H. Thấy chưa? Thấy có gì? Nó hiển thị chữ T3H lên màn hình. Được chưa? Thì với JavaScript nó đưa cái thẻ của chúng ta thành một cái biến. Thì từ cái biến của chúng ta ấy, chúng ta thích làm gì nó thì làm. Ví dụ chúng ta viết chữ cho nó thì bằng cái inner text bằng T3H. Tôi thích vẽ trong ở trong nó là một thẻ A, tôi sẽ có là node.innerHTML bằng string. Đây là một cái thẻ A, một cái thẻ A, tôi đóng thẻ A đã. Ở đây có href bằng google.com. Đây http, http 2.google.com. Đây tôi để đây là click me. Click me. Sau đó tôi enter xuống. Thấy nó thành cái gì? Có phải là thành một cái thẻ A không? Bấm vào đấy, sang Google. Được chưa? Chúng ta thích làm gì nó thì làm. Ngoài ra nếu tôi thích thì tôi sẽ tiến hành ví dụ biến node chấm inner text để cho chúng ta nhìn thấy đã nhá. Bằng node này. Xong. Bây giờ vẫn là node.style.color bằng màu đỏ, red. Sang đỏ chưa? Tiếp theo tôi tiến hành node.style.background. Background bằng màu green. Sang màu green chưa? Rồi gì nữa? Tôi có node.attribute. Enter xuống nó chẳng có gì đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn, nhưng mà các bạn nhìn thấy nó sẽ có là đây node này có không là ID này. ID này, có cái thứ hai là cái style này. Đúng không? Cái thứ hai, còn cái đoạn này các bạn không cần phải quan tâm nó là cái gì nhá. Biết là nó có các phần tử đấy. Bây giờ tôi thêm này. Node cách attribute cách không biết có S nhỉ. Node cách attribute để coi nào, get set name item, từ từ chờ tôi tí, JavaScript script DOM add attribute. Đây chúng ta có hàm set attribute đây, node set attribute. Ở đây là tên attribute. Attribute của tôi là product trừ ID mang giá trị là 100. Xong. Thì bây giờ chúng ta có thể xem cái node. Để chúng ta
echo ra cái nốt này, xem nó có cái gì. Chúng ta nhìn thấy đây là có gì. Nhìn thấy H2 ID bằng target, style color bằng red, background bằng green, toàn những cái thứ chúng ta vừa mới thêm vào đúng không? Product ID bằng 100. Toàn những cái thứ chúng ta nhét vào thêm cho cái thẻ H2 này, chứ ban đầu nó có cái quái ở đâu, đúng không nhỉ? Thì khi mà chúng ta đã xác định được một cái đo và chúng ta tạo nó thành, gán nó thành một cái biến, thì chúng ta thích làm gì với cái thẻ đấy thì làm. Thật, thích làm gì với nó thì làm. Ví dụ như chúng ta sẽ có nốt, ví dụ nếu thử xóa nhé, chấm remove. Oh, remove. Bây giờ, trên cái phần element của cái trang này, tôi đố các bạn tìm thấy cái thẻ H2 gì nữa đấy. Còn không? Hết. Các bạn thích làm gì nó thì làm. Được chưa? Các bạn thử thực hành đi. Bây giờ yêu cầu các bạn tự tìm hiểu và làm cho tôi cái việc này. Xem cho tôi cái màu nền của cái thẻ H2 ở trên đi nhập thành màu tím. Màu nền thành màu tím. Cỡ chữ thành 40 pixel. Được chưa? Còn gì nữa nhỉ? Và thêm cho tôi cái thuộc tính là post trừ ID thì nó sẽ bằng giá trị là 30. Set cho nó một cái tag thì nó là hello world. Đó, các bạn làm đi. Xác định một cái DOM thì đây rồi, tôi hướng dẫn rồi. Bây giờ còn lại cái công việc, việc dễ thì tôi làm rồi, còn cái việc khó thì các bạn phải làm. Đi tìm cách nào để làm cho biến đổi cái thuộc tính về màu nền, về cỡ chữ, về thuộc tính, về tích của cái thẻ H2 trên này, nó trở thành đúng theo yêu cầu. Từ khóa là gì? Rất dễ thôi. Giống như tôi vừa search đấy, JavaScript DOM. Nếu các bạn muốn thay đổi màu nền thì màu nền là gì? Thuộc tính gì? Background color chắc chắn ra. Còn ngoài ra các bạn phải tự thêm cái này. Thử tìm đi, xem có ra được không. Đã cho đề bài rồi, bây giờ phải làm không? À, không. Cái tầm này không phải là đã học với nhau 20 buổi rồi, bây giờ là buổi thứ 21 rồi. Phải quen với cái nhịp độ đấy. Không thể nào nó trẻ con mãi được.
không nhỉ? Có cái gì mà lâu vậy? Chém. Nó báo lỗi gì? Báo lỗi thì tìm lỗi mà sửa thôi. Test điên đảo vào là được. Green này. Đấy. Wow. Đấy, hướng dẫn rồi đến đây rồi. Còn lại tự lo thân mình. Lâu thế. Mỗi cái này là một dòng. Mày viết thẳng cái chữ green bỏ trong đó này. Màu tím là màu gì? Màu tím. Tiếp theo cỡ chữ là cái gì? Phục tính cỡ chữ của CF là gì? Sai đến cái hám mồm này giờ cái gì cũng phải đến sau này xong rồi nè sao ạ thì bố sẽ đi là xem các chi tiêu đúng mã màu được mình thích dùng mã màu bạn đi kia này đúng không dùng mã màu sau ông chịu khó đi đôi giày nào. Thank you.
không đây. Đấy, có cái đường này là một chấm bỏ cái dấu này bỏ trong kia rồi thay đổi giá trị như là của các nhà hàng ngang hay là bạn đó số tạo được kiểm tra là cái thứ mẫu này nó số là chưa đấy chẳng có cái gì khó thế là test cái nội dung test biết ở ở trong cái hàng hai lần phải xong rồi. Ôi giời ơi, xong chưa? Rất nhiều đứa ngáo ngơ ở cái chỗ này. Để tốt ra nhìn. Cái này nó có phải thuộc tính mặc định ở trong HTML không? Có. Làm gì có. Mình chế ra mà mình thêm vào mà. Giống như các bạn việc giống như việc các bạn chủ động tự viết bằng tay ra đây này là post chữ id bằng 30 đây nó làm gì có sẵn đâu mình phải chủ động thêm vào thì nãy tôi vừa demo một cái đấy set attribute Xong chưa? Đọc cho tôi cái nào. Đầu tiên làm cho màu nền của nó chuyển sang màu tím. Là gì? Purple. Gì nữa?
cỡ chữ node chấm style chấm font size bằng 40 pixel, rồi tôi để là 80 pixel cho nó to. Tiếp post id sao, node chấm chấm gì, set attribute tham số đầu tiên là tên thuộc tính là post trừ id, tên à, cái tham số thứ hai là giá trị thì bằng 30, tôi viết thẳng số 30 vào đây cũng được. Tiếp theo là text là hello world thì nó dùng gì, node chấm inner text bằng hello world, xong chạy thôi, được chưa, chẳng có gì khó cả, được chưa nhỉ. Thì ở đây là những cái khả năng của cái biến của cái DOM nó có thể làm. Các bạn xem tiếp nhá, xem tiếp này. Bây giờ chúng ta đang cái biến node của chúng ta nó đang là cái thẻ, đúng không? Như bình thường các bạn hay có thể viết cái tròn như này là on click bằng string. Nhà tôi thích viết là alert 123 chẳng hạn như này, đúng không? Đây. Reload này. Kích vào alert, đúng không? Cứ mỗi lần kích vào lại alert, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không viết vào đây mà tôi vẫn muốn được alert thì tôi làm nào? Set attribute không? Không. Không set được đâu nhá. Mà các bạn phải làm này này. Node.add event listener. Add là gì? ADD. Thêm. Event là gì? Sự kiện. Listen là gì? Lắng nghe. Được chưa? Thêm một cái sự kiện. Mỗi khi cái thẻ này được tương tác thì chúng ta sẽ thêm sự kiện là, ở đây tôi để là click này. Thấy nó vứt cái chữ gì đi rồi? On. Quăng mất cái chữ on đi, đúng không? Thì nhưng mà nó vẫn còn cái sự kiện là kích. Click thì ở đây cái ý nghĩa là mỗi khi cái thẻ H2 này được click thì cái sự kiện này sẽ được chạy function ở trong này. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta viết được hàm chưa? Đây là nội dung hàm. Thì mỗi một lần cái thẻ event cái thẻ node này được nó được xảy ra cái sự kiện click thì sao? Thì cái đoạn code trong này sẽ chạy, tôi có thể là console. Ví dụ tôi để ở trên này, và cao bằng 0. Thì ở đây tôi sẽ có cái biến cao cộng cộng, sau đó tôi console.log ra cái biến cao. Xong. Đúng không? Tôi có thể làm rất nhiều thứ với nó. Chúng ta coi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đúng không? Đây là add thêm một sự kiện vào cái DOM. Được chưa? Thay cho cái việc là viết on click ở trong này bằng HTML thì chúng ta nhét cái sự kiện vào cho nó bằng cái add event listener. Được chưa nhỉ? Đó là cách chúng ta thêm sự kiện vào trong thẻ, tương tác với thẻ. Còn cái gì không làm nữa? Theo các bạn còn cái gì của thẻ HTML mà cái này không làm nữa? Thế cho nên JavaScript nó có cái sức mạnh tuyệt đối trên một trang HTML. Tuyệt đối. Khỏe nhất của đất luôn. Xong chưa? Cái gì cái thằng cửa nở kìa? Nghe nói hôm qua mày đổi màu tóc rồi cơ mà. Chưa. Em bảo là sắp tới á. Tưởng thế nào, mày có nhuộm cho lắm đâu, nói gương thầy này. Đấy.
Thế ngày xưa thầy cũng nhuộm tóc nhiều à? Không, ngày xưa tôi, ngày xưa tôi bị đánh nhiều. Có vẻ sướng nhỉ? Thầy hôm qua không đi xe nào thua. Không liên quan. Tôi hôm qua tôi có việc đi lên gặp ông anh ở bên bộ nên là không đi được. Hôm qua thua tiếp có thể. Thôi thế là thành công rồi, năm đầu tiên tham gia. Có phải ai cũng như tôi đâu, đi đâu đá đâu cũng có giải đâu. Thế chứ nhỉ? Đã lâu thế. Có mỗi 5-6 cái dòng không à? Được chưa? Còn khả năng sáng tạo của chúng ta qua mỗi cái thẻ nó là gần như là vô hạn với JavaScript. Xong chưa? Rồi. Thì chúng ta ở đây đã biết cái nào gọi là cái DOM và chúng ta có thể tương tác với nó những cái trò gì. Đúng không? Thậm chí là cái những cái thẻ input dạng checkbox của chúng ta thích thì thích hứng lên thì cho nó kích được bằng JavaScript. Và thế không thích thì bỏ nó đi luôn. Đấy, chuyện bình thường. Rồi, thì chúng ta cũng làm quen nhân đây, chúng ta cũng làm quen với document get element by ID. Đúng không? Xác định một cái thẻ bằng cái ID của nó, giống như là với selector. Đúng nhỉ? Sau này chúng ta sẽ có một cái thư viện nó tên là jQuery để giúp chúng ta chọn những cái thẻ ở trên màn hình một cách nhanh chóng chứ nó không dài ngoẵng như này. Ví dụ ở đây các bạn xem đến một cái document này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Ít nhất là 25 ký tự để chọn lấy một cái thẻ. Sau này với một cái thư viện người ta gọi là jQuery thì chúng ta chỉ mất độ khoảng 5 ký tự để chọn một cái thẻ thôi. Thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta đã có thể là chọn thẻ bằng một cái ID rồi đúng không? Bây giờ chúng ta thêm này, ví dụ thẻ P, để tôi viết số 1, P2, rồi thì P3, P4, đúng không? Bây giờ P4. Sao nữa? Bây giờ tôi cũng muốn tương tác với những cái thẻ P này. Ví dụ tôi hứng lên tôi bắt cái, những cái thẻ P nào có cái chữ ở trong nó màu, nó là số lẻ thì nó chuyển sang màu xanh. Còn chữ nào là số ở trong là số chẵn thì chuyển sang màu đỏ, đúng không? Tôi hoàn toàn có thể làm cái việc đấy. Nhưng mà trước hết tôi phải làm sao? Phải tìm được các cái thẻ P đã. Sau tôi mới làm gì thì làm, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta đang làm, ví dụ như ở trên lúc trước là document get element by ID á, thì chúng ta gọi là select. Thì ở đây chúng ta cũng tiến hành select tất cả các thẻ P ở trên màn hình này. Chúng ta có cái biến var list P chẳng hạn. Đúng không? Tôi đặt tên biến thôi. Cái biến nó sẽ là chứa tất cả các cái gì? Thẻ P ở trên màn hình. Thì tôi sẽ bằng document.getElementby gì? Tên thẻ là gì? Tag name. Bây giờ tag name. Học tiếng Anh đi. Đừng học rốt tiếng Anh mãi thế. Tag name. Ở đây thẻ chúng ta muốn chọn là thẻ gì? Thẻ gì? Thẻ P. Xong. Xong rồi console log nó ra. Vẫn như mọi khi. List P. Xong. Sau đó các bạn ra ngoài F5 bật F12 lên xem nó là cái gì. Cái này là có ép nha. Cái này là có ép nha. Tí nữa tôi đã giải thích. Reload. Chúng ta nhìn thấy một cái gì? Số. Nhìn kỹ đi. Ký tự đóng ở ngoặc vuông nó là về cái gì?
mảng, phần tử gì mà phần tử. À, ra như này là đúng này. Cái chữ element là có chữ sc nhá. Điều khiển anh cứ mẹ rồi. Không cần được, không tắt được. Ngồi chịu chết rồi. Dưới điện ra nào. Dưới nào đang khóa thì các em ở bên phòng bên cạnh sang ngồi lại cho không. Các em về em chị em mà rồi. Với tôi là em. Các em đi sang tạo. Rồi bây giờ chúng ta đang có cái list, cái biến list pay nó là một cái mảng chứa gì? Chứa tất cả các kẻ p ở trên cái màn hình này. Được chưa? Thế giờ sao? Giờ tôi muốn là tất cả những cái thẻ p có cái giá trị là số lẻ thì sao? Chuyển sang background sang màu xanh, số chẵn thì sang màu đỏ. Thì sao? Làm sao để lấy được tất cả các phần tử, lấy được từng phần tử trong một mảng ra ngoài? Dùng cái gì? Đúng nhỉ? Làm sao để lấy từng phần tử của một cái thẻ ra? Dùng gì? Hả? Vòng lặp. Khổ lắm cơ. Dùng gì? For. Đúng không? Hoặc chúng ta có một cái vòng loại vòng for hay hơn, đó là list p chấm for h. For h. Trong này chúng ta có một cái function viết chữ e vào đây và giữ cái function đấy. Sau đó là console chấm log ra cái e. Xem nó là cái gì. Đây là cái biến nhá, cái biến. Chúng ta bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem cái biến nhận vào của cái function này là cái gì thôi. Mm-hmm.
Thôi à, để xem tôi có lỗi nha. Ồ, lỗi thật. For x. Cái này chắc là của JS, của JavaScript và của jQuery. Tôi quên. Cái này của jQuery. Thôi chúng ta dùng for thường vậy. For y nhỏ hơn lisp.len y cộng cộng lisp. Bây giờ chúng ta console log ra từng cái lisp một. Thằng kia nó đi học cứ như đi chợ ấy nhỉ. Bảo sao chẳng bao giờ có giỏi được. Làm ăn thì phải tập trung vào. Xong chưa? Chạy không? Có đúng ra các khẻ không? Đến lúc này thì các phần tử nằm trong cái mảng lisp này nó trở thành các gì? Các gì? Cái gì hôm nay vừa học? Đòm. Xong chưa? Xong giờ lại quay trở về với cái bài toán. Tìm cách nào để
cho cái nền nó thành màu xanh, tìm cách nào để cho những cái nền nó thành màu đỏ. Rồi bây giờ lấy cái text nằm ở trong thẻ P ra thì làm nào? Search đi. Các bạn search không ra tiếng, bằng tiếng Việt nó không ra đâu, search phải search bằng tiếng Anh thì mới ra. Thật, tôi nói thật đấy. Bởi vì Dev Việt Nam lười chia sẻ bỏ bố được. Không thằng nào nó chia sẻ kinh nghiệm tiếng Việt cho các bạn đâu. Yên tâm. Search đi. Làm cái nào để set một giá trị, có nghĩa là một cái text cho một thẻ P hay là một thẻ H2, dùng cái gì lúc nãy vừa làm. Huy, làm cái nào để set text cho một thẻ P? Set text cho đo mẹ, viết chữ vào trong, dùng gì? Làm rồi. Chữ là gì? Thì chắc chắn nó sẽ là cái gì đấy liên quan đến text. Ở trên này có cái gì là text? Thì là inner text. Inner là phía trong, text ở phía trong thẻ. Được chưa? Thì ở đây mình có chấm inner, quên nhầm, tôi viết hoa. Inner text. Xong, test. Ra 1, 2, 3, 4 chưa? Xong chưa? Bây giờ sao? If pass in của cái list P ở vị trí thứ Y chấm inner text. Sao nữa? Làm sao để biết nó là số chẵn hay số lẻ? Phần trăm cho 2 bằng 1 thì sao? Thì nó là số gì? Số lẻ đúng không? Thì mình sẽ có là list P ở vị trí thứ Y chấm set cho cái background rồi nó chuyển thành màu đỏ chấm gì? Style chấm background màu gì? Red. Else list p chấm style chấm background bằng màu green. Xong chưa? Hết phim.
Được chưa? Rồi. Thì chúng ta nhớ cho tôi là phải phân biệt được khi nào là get element by ID, khi nào get element by tag name nhé. Bây giờ này, các bạn để ý này. Nếu tôi chỉ còn một cái thẻ P thôi thì liệu cái out, cái biến list P này của tôi nó còn là mạng không? Vì sao? Đây. Nó còn là mảng không? Còn là mảng không? Còn không? Nó vẫn là mảng. Thì chúng ta để ý này, cái phần document document.getElement nó có 4 cái loại. Mà thường chúng ta thường dùng 3 cái loại trên này. GetElement. Đấy, các bạn nhìn ở dưới này có những cái gì? Chúng ta có những cái loại sau. Đầu tiên là get element by ID, nó sẽ trả. Các bạn để ý cái sau cái dấu hai chấm ấy. Các nhìn thấy cái sau dấu hai chấm nhá. Element document tức là trả chúng ta một cái thẻ. Được chưa? Là một cái thẻ. Tiếp theo, get element by name. Name thì bạn, các bạn nhìn ở sau nó là cái gì? Node list. List thì nó là cái gì? Mảng. Chỉ có mảng mới thể hiện được list thôi. Được chưa? Tiếp theo by class name thì ra về cái gì? Collection là một bộ sưu tập, thì nó cũng chỉ có mảng mới thể hiện được cái bộ sưu tập thôi. Tương tự với tag name, class name, tag name, đúng không? Thì chúng ta có thể tìm tất cả các thẻ trên trang HTML của mình dựa vào những cái thuộc tính, ví dụ như sau. Ví dụ như là ID này, chấm là name này, class name này, rồi thì tag name này và name. Cái này thì có khó không? Cái này là tên thẻ này thuộc tính ID bằng cái giá trị, đúng không? Cái này thì là thuộc thẻ này class bằng một trong những x, y hoặc z. Thì nếu mà chúng ta trong trang của chúng ta có rất nhiều thẻ có lớp và có cái class là x, thì nó sẽ chỉ cần trong cái class này chứa một cái lớp là x thì nó lấy ra hết. Được chưa? Tương tự với tag name. Tag name thì nó chỉ bắt theo tên thẻ thôi, đúng không? Nó không cần biết là cái thằng tên thẻ này là con của thằng nào, là bố của thằng nào, nó hoạt động cũng lấy hết cả. Tiếp theo cái name. Ở những cái element nào thì có name, có thuộc tính name, biết không? Thẻ input có name, thẻ select có name, thẻ take area có name, thẻ gì nữa có name, thẻ button có name. Đó là cái name này nó chỉ phục vụ cho những cái thẻ như thế này. Đó. Và như video tôi chỉ có ID mới chọn là một thẻ, còn tất cả các thành phần khác nó chặn ra một cái mảng chứa các element ở trong này. Được chưa? Xong cái phần get element by này rồi nhá. Chúng ta vẫn còn một cách nữa để xác định các cái phần tử nằm trên các cái thẻ nằm trên trang của chúng ta. Coi nhá. Ví dụ tôi vẫn có cái biến target và vẫn có các thẻ P. Đúng không? Vẫn còn có thẻ P và những cái target, tôi tạm thời comment hết cả cái mớ này vào. Rồi bây giờ các bạn coi này. Và target bằng document.query selector
bạn nhìn thấy cái query selector này nó trả về cái gì không? DOM đúng không? Là một phần tử. Thì bây giờ các bạn để nhé, đây là string nhá, là text nhá, thăng target. Dạ, bây giờ nó trả ra cái gì? Có phải trả ra thẻ H2 không? Có phải thẻ H2 không? Thấy dấu thăng này không? Dấu với cái gì? CSS. Selector trong CSS, đúng không? Thì JavaScript nó cũng sử dụng được các cái ký hiệu ở trong CSS để nó tìm đến các cái thẻ mà chúng ta mong muốn lấy ra. Được chưa? Áp dụng kiến thức của CSS luôn, đấy là chuyện bình thường. Tiếp theo này, tiếp theo nhé. Và lisp bằng document query selector on. Cái này nó trả ra lúc nãy nó ra là node list đúng không? Thì list thì là mảng, thì chúng ta sẽ có là gì? Class là gì? À đây thẻ P, thẻ P đúng không? Tôi viết mỗi chữ P vào đây. Bây giờ tôi lại hiển thị cái list P. Ra đúng như lúc nãy không? Rồi tiếp nhá. Thẻ P này thì tôi chỉ có một thằng này có class là X. Đây, thằng này có class là X, thằng này cũng có class là X. Thì tôi sẽ có cái style cho class X thì sẽ có background bằng green. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi nhé. Query selector on p.x. Có phải là tìm tất cả các thẻ P có class X? Thì bây giờ chúng ta coi. Có thấy hai cái không? Một cái đây và một cái đây. Chính xác chưa? Nếu mà tôi tiến hành ở đây tôi có một cái thẻ span nữa. Tôi cũng có class X. Có ra cái thẻ span này không? Vì chỉ select của những cái thẻ P thôi. Vẫn ra 2. Chính xác không? Gì nữa? Nhưng mà nếu cái thẻ span này của tôi có Y thì ở đây tôi sẽ sửa cái này thành Y thôi. Thằng này cũng có Y. Thì nó chọn những thằng nào? Số 1 và cái span đúng không? Ồ. Đây. Chấm. Xin lỗi các bạn. Có phải là số 1 và thẻ span không? Đúng chưa? Giống CSS chưa? Đấy là một vài những cách. Tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể là, ví dụ đây là tôi để đây một thuộc tính là post-id bằng 2. Tôi hoàn toàn có thể là lấy ra bằng cái thuộc tính của nó. Ví dụ ở đây tôi để là post-id bằng 2. Chuyện này là chuyện bình thường. Oh shit. Post-id thuộc tính là post-id. Mình sai gì ta? Post-id bằng 2. Khoảng ta đây rồi. Post-id bằng 2 đúng không? Giống CSS không? Giống EC luôn. Chúng ta dùng get element by id cũng được, get query selector hoặc là query selector on cũng được. Và cái query selector on này nó là on là nhiều đúng không? Tất cả, cho nên nó luôn luôn trả ra một mảng. Còn query selector này nó luôn luôn trả ra một thẻ. Và đó chính là cái thẻ đầu tiên nó tìm được. Được chưa nhỉ? Xong. Từ đây chúng ta có hoàn toàn có thể có đủ công cụ để tìm đến các cái thẻ trên trang HTML của mình. Và mình có thể tương tác với nó làm cái quay gì cũng được. Được chưa? Rồi, tiếp theo bài của chúng ta sẽ là cờ caro. Vẽ bàn cờ caro và chơi cờ caro. Caro.html. Tất nhiên chứ đùa cái gì? Đấy nhỉ? Ở đây chúng ta có một cái thẻ select. Chúng ta có ID của nó là ground size. Bỏ cái multiple đi nhỉ.
chúng ta không có option gì cả. Kể cả option của cái thằng select này chúng ta cũng sinh ra bằng HTML, bằng JavaScript luôn. Tiếp tục, chúng ta có tiếp một cái table. Table này chúng ta không có t hết, chỉ có t3d thôi. Ở trong này chúng ta cũng không có các thẻ tr. Đây là một cái table rộng và một cái span, một cái select rộng, chẳng có gì cả. Việc đầu tiên của chúng ta là vẽ bàn cờ. Vẽ ra các option của thẻ select. Thế luôn. Rồi, xong chưa? Giờ làm sao để vẽ ra các thẻ option cho cái thẻ, cho cái thẻ select kia? Thử nhá, tôi thử một cái nhá. Thế này, chúng ta có va select đúng không, bằng document.querySelector, nó chính là tên là thẻ select đúng không. Đây tôi có va option bằng string option value hay không tôi không quan tâm, một tôi tiến hành là select.innerHTML bằng option. Coi nhá, lúc đầu cái thẻ select của chúng ta chẳng có cái gì đúng không? À quên nhầm, caro. Thấy giờ nó có cái option 1 rồi đúng không? Ở đây tôi có thêm cái gì? Option 2. Ra số 1, số 2. Được chưa? Thì đây là cái thẻ option của tôi. Bây giờ tôi muốn, đây đầu tiên tôi lấy được cái select này, tôi lấy được các option, tôi vẽ ra các option ở trong JavaScript và tôi nhét những cái option đấy vào trong cái thẻ select kia rồi. Bây giờ bước 2, tạo ra từ 5 cho đến 20. Tức là chúng ta sẽ tạo ra 15 cái thẻ option. Trong đó cái hiển thị ở đây value và cái text ở giữa option này này, nó sẽ là chạy từ bắt đầu từ 5 cho đến 20. Kéo lên thì giờ làm nào để sinh ra các cái option đấy? Làm nào? Bài toán của tôi chỉ đơn giản là nối cái phần option này làm sao cho nó thỏa mãn thôi. Bắt đầu sẽ là từ option value bằng 5, text ở đây cũng bằng 5 và kết thúc là bằng 20, value trong này cũng bằng 20.
đó, nó cứ cộng cộng chấm 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 đến như vậy. Giờ làm nào. Đừng chép cái này nhá. Tôi bỏ cái này bây giờ chép làm gì? Giờ làm cách nào để sinh ra cho nó ngắn và tiện cho chúng ta? Nghĩa? Nghĩ cách đi. Tạo ra nó chỉ thay đổi để ý này. Nó chỉ thay đổi hai cái giá trị này thôi. Đúng không? Còn lại là giống nhau. Thì giờ làm nào để sinh ra được một cái chuỗi? Nó cứ nối dần, nối dần, nối dần, nối dần. Chạy từ 5 cho đến 20 vòng lặp. Có được không Nghĩa? Nghĩ đi. Vòng lặp thì lặp như thế nào? Vòng lặp ra là đúng nhá, nhưng mà lặp như thế nào cho nó hiệu quả? Lặp kiểu gì? Hùng, làm sao để lặp cho tôi cái 15 cái thẻ option bắt đầu từ 5 và kết thúc bằng 20? Đâu rồi? Hùng, trả lời đi. Lặp cho tôi xem nào. Dùng vòng for gì? For cộng hay for trừ? Hay là dùng while? Hay là dùng do while? Dùng kiểu gì? Hùng dưới à? Hùng Hawaii à? Sao? Dùng vòng lặp gì? Đi học rồi không phải chỉ đến là chép thôi nhá. Chép thì ở nhà xem video cho nó nhanh. Mưa gió như này đi học làm gì cho vất vả. Tháng sao? Giờ dùng vòng lặp như nào để tạo ra một cái option? Tạo ra 15 cái option. Khó thế à? Nào đội trưởng Huy, nhanh nhanh. Vòng lặp thôi mà có cái quái đâu. Hả? Đấy, đứa nào nó nhắc đây? For từ mấy đến bao, từ mấy đến mấy? Sao nhắc thì kinh đêm mà không trả lời đi? Rồi, đầu tiên là chúng ta có một cái biến option rỗng, tạo một vòng for và y bằng 5, y nhỏ hơn hoặc bằng 20. Sau đó cái option nó sẽ cộng bằng string, ở đây nó sẽ là thẻ option với value bằng đô la y, và take ở giữa cũng bằng đô la y. Cuối cùng chúng ta sẽ có select.innerHTML bằng option. Đây, nó sẽ kéo dài từ 5 cho đến 20.
mở sách ra xem lại đi. Nghĩ đi đã ngà rồi đã hỏi. Không nhỉ? Không hiểu thì đọc kỹ, nghĩ cho nó ngấm đi đã.
Sao? Xong chưa? Chạy được không? Lỗi gì? Tiếp tục, chúng ta sẽ tiến hành lắng nghe cái sự kiện khi mà cái thẻ select này được thay đổi giá trị. Được chưa? Khi mà thẻ select này được thay đổi giá trị, hoặc là ở trên này tôi sẽ viết ra đây một cái thẻ option. Value bằng rỗng. Ở trong này tôi đóng cái thẻ option vào. Ở đây là chọn kích cỡ bàn. Thì chúng ta sẽ có lúc đầu là chọn kích cỡ bàn đúng không? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Và bây giờ chúng ta sẽ có là thêm một cái việc là lắng nghe sự kiện. Khi thẻ select thay đổi giá trị. Khi thẻ select thay đổi giá trị thì chúng ta có sự kiện là on chain cho cái thằng thẻ select này. Bây giờ add thêm một sự kiện cho thẻ select thì chúng ta dùng cái gì? Select chấm. Làm sao để add thêm sự kiện? Add event listener. Nó là sự kiện là chain. Thì chúng ta sẽ có cái function ở đây là e, ở đây function thôi, function, và chúng ta tiến hành console log ra cái giá trị của thẻ select. Console log ra select value thì để lấy ra cái giá trị của cái thẻ select đấy. Nó test 6 này, 15 này, 19 này, 13 này, đúng không? Lấy ra giá trị của cái thẻ select rồi. Thank you.
Xong chưa? Rồi tiếp tục. Đã lấy được cái kích cỡ bàn chơi rồi thì mình sẽ tạo ra một cái biến để lưu nó. Và ground size bằng hiện tại đang bằng 0. Lúc đầu nó sẽ bằng 0. Nó bỏ cái ID select này đi cũng được. Ground size bằng 0. Sau đó mình sẽ gán cái ground size bằng cái thẻ select.value. Đấy. Hả? Không, chỉ bỏ cái ID của nó đi thôi. Bỏ cái ID của thẻ select đi thôi. Và mình lưu cái giá trị của cái select sang cái biến ground size này. Tất nhiên nếu mà if ground size mà nó bằng 0 thì chúng ta cũng đây cho nó bằng 0, chúng ta sẽ bỏ qua luôn. Return false. Còn nếu mà nó khác không rồi thì chúng ta tiến hành là gọi hàm vẽ bàn cờ. Thì cái việc của chúng ta sẽ là cần một cái hàm để vẽ cái bàn cờ ra. Cái bọn này nó nói nhiều nhỉ. Thầy ra đấy vớ vẩn còn nói nhiều hơn bọn nó. Rồi, chúng ta sẽ có một cái function draw. Trông cái mặt có vẻ sưng hơn. Draw. Thì logic của chúng ta sẽ như sau. Làm sao để vẽ được một cái bàn cờ đúng hình vuông luôn? Thì ở trong cái table của chúng ta nó có các cái thẻ gì để hình thành các cái ô và các cái dòng. Để hình thành một cái dòng như này thì là dùng thẻ gì? TR. Thì ở cái thẻ select ở trên, người ta ví dụ chọn kích cỡ là 5 chẳng hạn, thì nó sẽ là 5 hàng và 5 cột, đúng không? 5 hàng và 5 cột thì chúng ta đã sinh ra 5 cái thẻ TR để có 5 hàng 2, 3, 4 và 5. Bỏ cái này đi, đúng nhá. Bây giờ muốn 5 cột nữa thì đào luôn cái TH làm TD chứ. Thì trong mỗi một TR này mình sẽ là có thêm 5 cái thẻ TD nữa cho tất cả các TR. 1, 2, 3, 4 và 5. Đúng nhá, thành bàn cờ kích cỡ 5 năm chưa? Bây giờ sao? Đầu tiên là vẽ hàng ngang trước thì là TR trước. Sau đó sẽ vẽ TD sau. Đúng không? Bây giờ sao? Để vẽ TR. Chúng ta sẽ gọi cái hàm draw ở đây. Gọi hàm draw trong này. Và với cái hàm draw này chúng ta sẽ có một vòng lặp for y bằng 0
y nhỏ hơn ground size, không có chấm leng chấm liếc gì đâu nhé, y nhỏ hơn ground size. Và trước khi vào vòng for này mình sẽ có một cái env là table chess table bàn cờ bằng string rỗng, và chúng ta sẽ có cái chess table cộng bằng với string, đó là thẻ tr, đó là thẻ tr, và chúng ta kết thúc cái thẻ tr đi ở phía trên một lần. Sau đó chess table nó sẽ cộng bằng với cái tr lần thứ hai ở phía dưới. Thì một lần như này, ví dụ chúng ta bảo là bàn cờ 5 năm thì nó sẽ chạy từ 0 cho đến 4, đúng không? Từ 0 cho đến 4 và gì nữa nào? Nó sẽ sinh ra một cái thẻ tr nằm ở trong cái bảng của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ kết thúc cái vòng lặp này, tôi tiến hành là query document.query selector bằng thẻ gì? t3d.innerHTML bằng cái chess table. Thì chắc chắn tôi sẽ có 5 cái thẻ tr, đúng không? Tôi sẽ cho cái này thành một cái biến cho nó dễ làm việc, và t3d bằng cái này. Được chưa? Đây chúng ta lại test để xem cái màn hình element này mới rõ được. Đây nha, chúng ta đang có cái thẻ table rỗng như này, t3d rỗng này 7. Chúng ta nhìn thấy t3d nó bị nháy không? Mở ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chính xác chưa? 7 cái thẻ, xong. Gì nữa? Và bây giờ chúng ta vẽ thêm các cái TD ở trong của nó nữa thì làm sao? Làm sao để vẽ các cái TD nằm trong các mỗi thẻ TR nữa? Tôi sẽ có vòng lặp thứ hai, vòng for thứ hai, đó là for G. Vòng này tôi để là for G. G cũng cộng cộng và cũng nhỏ hơn ground size. Và cái chess table của tôi nó sẽ cộng bằng với cái string, đó là thẻ td. Thẻ td. Tất nhiên với cái CSS thì tôi sẽ có một thẻ style ở trên và tôi sẽ quy định cho thẻ td. Td nó sẽ có min width 2 bằng 40 pixel và width cũng bằng 40 pixel. Width chứ, chứ nó width bằng 40 pixel nữa. Và cái thẻ table của chúng ta nó sẽ có thuộc tính là border bằng 1. Thì ở trong này tôi sẽ lấy cái for var z bằng 0 nhỏ hơn ground size chess table sẽ cộng bằng với cái thẻ td
và chest table đóng vào cái thẻ TR. Tôi tiến hành inner HTML cho thẻ T3D bằng chest table là chuyện bình thường. Được chưa? Đó, thì đấy là cái cách chúng ta sinh ra cái bản cờ. Tất nhiên phần này tôi chỉ đưa cho các bạn video, còn code còn lâu tôi mới đặt. Về tự đi mà học mà làm đấy. Rồi. Dừng việc quay ở đây.